Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với shop hàng bãi của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay thì bên nhà em lại giới thiệu cho các bác và thanh lý cho các bác một số những mẫu sản phẩm bên nhà em. Hôm nay thì lại về thêm cho các bác một số những mẫu bếp ga Nhật nhé. Bếp ga nội địa Nhật thì hôm nay thì lại về thêm cho các bác một số những mẫu mặt kính. Hôm qua thì mặt men rồi, cũng được các bác ủng hộ thì cũng còn vài con nữa. Thì hôm nay lại về thêm cho các bác một số những mẫu mặt men nhé. Bếp ga mặt kính phun chức năng. Đấy, và là rất nhiều những cái mẫu sản phẩm bên trong video nhà em. Và hôm nay thanh lý cho các bác một số những mẫu sản phẩm nhé. Đấy, không để các bác chờ lâu nữa, bên em xin đi và giới thiệu một số những mẫu sản phẩm bên nhà em luôn nhé. Sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay xin giới thiệu cho các bác đó là một cái dòng ổ điện thông minh này. Cái dòng ổ điện thông minh này thì các bác có thể điều khiển từ xa lên đến 1 km. Điều khiển từ xa lên đến 1 km nhé. Nên là các bác có thể điều khiển thoải mái luôn. Các bác có thể điều khiển đèn ngủ này, điện đường các thứ này, rất là tiện lợi luôn. Đây, em đã lắp sẵn vào để test cho các bác rồi. Các bác về thì các bác cắm vào những cái dòng ổ điện như bình thường này thôi. Rồi các bác sử dụng. Nó sẽ có một cái điều khiển này và các bác bật này. Đó, tắt này, bật này, tắt này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy bật tắt thoải mái luôn. Nếu mà xa quá thì các bác rút dài cái dây này ra. Xa quá thì các bác rút dài cái dây này ra. Đây là cái dòng ổ cắm điện Homelec điều khiển từ xa nhé. Ổ cắm điện Homelec điều khiển từ xa. Rất là tiện lợi luôn, rất là dễ sử dụng. Đây các bác có thể nhìn thấy bật là sáng, bật là sáng. Bật là sáng, bật là sáng nhé. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn và rất là sáng luôn nhé. Đẹp sáng và xịn sò luôn này. Đấy, đẹp sáng và xịn sò luôn. Đó, đây là một cái mẫu ổ cắm điện điều khiển từ xa. Hàng mới nhé. Hàng này thì là hàng chưa qua sử dụng. Tất cả hàng đều là hàng chưa qua sử dụng. Đấy, chỉ có mỗi là điều là em test, em cắm vào em test kiểm tra cho các bác thôi. Đó, con này thì công suất của nó là 30A. Công suất của cái dòng này nó là 30A này. 30A, được trở lại. Đó, điều khiển từ 100 đến 1 km thoải mái luôn. Điều khiển 100 đến 1 km thoải mái luôn. Con này thì ở bên nhà em đang có một cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Mẫu mức giá của con này là 250.000 đồng. 250.000 đồng và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác nhé. 250.000 đồng và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác. Ổ cắm điện Homelec điều khiển từ xa. Đấy. Các bác lên cho em mẫu này là mẫu ổ cắm nhé. Ổ cắm điều khiển. Đó. Con này thì đây, các bác cứ yên tâm là không cùng tần số nhé. Nó riêng biệt luôn, hai con điều khiển nó giống hệt nhau nhưng mà của nó thì nó mới bật được. Đây, con này khác không bật được. Đây, nhưng mà tắt của nó là tắt được ngay. Còn bật đây, ấn đây. Các bác nhìn nút ấn đây, không thể bật được. Đó, nên là các bác yên tâm. Đấy, bật tắt riêng biệt luôn. Bộ nào nó ra bộ đấy, bộ nào ra bộ đấy. Ví dụ các bác có cắm một phát ở đây là 78 ổ, 78 cái. Nhưng mà các bác riêng biệt luôn. Đấy, để cho nó dễ, nhé. Đó là cái mã đầu tiên, ổ cắm điện. Cái mã tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác đó là một cái dòng ổ đấu nối. Ổ đấu nối này thì nó sẽ khác một chút để các bác đấu nối. Nhưng con này thì công suất của nó sẽ cao hơn nhé. Cái dòng này thì công suất của nó lên đến 40A này. Cái dòng này thì công suất của nó lên đến 40A. Các bác đấu nối cho em thì đấu nối cho em là 1, 2 là các bác đấu điện vào. Và 3, 4 là các bác đấu điện ra. Đấy, 3, 4 là các bác đấu điện ra. 1, 2 điện vào, 3, 4 điện ra này. Đấy, và con này cũng các bác cũng có thể điều khiển từ xa lên đến 1 km nhé. Con này các bác cũng điều khiển từ xa lên đến 1 km luôn. Nên là nó rất là dễ. Rất là dễ sử dụng, rất là tiện lợi luôn. Đấy, ổ cắm điện Homelec. Ổ đấu nối Homelec. Con này thì bên nhà em đang có một cái mức giá cũng là tri ân giảm giá cho các bác luôn. Con này bên nhà em đang giảm giá cho các bác xuống còn 200k thôi. Chỉ có 200.000 đồng thôi nhé. 200.000 đồng mà bên nhà em lại còn bao cả phí ship luôn nữa. 200.000 đồng và bên nhà em còn bao cả phí ship cho các bác nữa. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã ổ đấu nối điều khiển từ xa. Ổ đấu nối điều khiển từ xa 200k bao cả phí ship nhé. 200k bao ship luôn. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu cho các bác một cái dòng đũa, một cái vỉ đũa này là 10 đôi của Korea này, Hàn Quốc này, đũa của Hàn Quốc nhé. Đây, phần này em đã bóc sẵn rồi cho các bác rồi. Một cái túi này của nó này, nó gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đôi. Tổng cộng của nó là 10 đôi. Những cái đôi đũa của nó này rất là đẹp. Đôi đũa của nó rất là đẹp luôn nhé. Mà giá các bác yên tâm luôn là giá bao cho các bác luôn là giá tốt. Đấy, cái mức giá của nó là bao cho các bác luôn là giá tốt. Một cái túi đũa như thế này, một cái túi đũa như này, 10 đôi như này, giá chỉ có 25.000 đồng thôi. Giá bên nhà em đang có mức giá chỉ có 25k. 25.000 đồng một cái túi đũa như này. Đây, để em dán giá sang đây luôn. Dán giá sang đây luôn nhé. Đấy, đũa Hàn Quốc nhé. Các bác lên cho em mã này là mã đũa Hàn Quốc. 25.000 một vỉ như này. 25.000 đồng một vỉ này nhé. Giá siêu tốt luôn. Giá siêu tốt cho các bác luôn. Nên là các bác có thể yên tâm sử dụng. Đấy, đũa của Korea, của Hàn Quốc. Đấy, xịn sò.
nhận hàng kiểm tra hàng đúng như hàng như em giới thiệu thì các bác vẫn phải thanh toán nhé. Hàng đúng như hàng như em quảng cáo luôn. Đúng như hàng như em quảng cáo. 25.000 đồng. 25.000 đồng. Còn đây là một cái mẫu đũa nữa này. Đây là một cái mẫu đũa nữa này. Đũa này thì là nó là đũa 5 đôi. Con này cũng là của Nhật Bản. Cái bộ này là bộ đũa của Nhật Bản này. Thương hiệu của nó là Kinbata này. Thương hiệu của nó là cái Kinbata này. Túi mới luôn nhé. Hàng này toàn bộ của nó là hàng chưa qua sử dụng. Hàng toàn bộ của nó là hàng chưa qua sử dụng này. Mỗi đôi của nó là khác nhau. Mỗi đôi của nó là khác nhau. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn này. Cái dòng này thì nó là dòng phân khúc hàng cao cấp nhé. Phân khúc hàng cao cấp. Đây, các bác có thể nhìn thấy này. Đầu đũa của nó này. Có những cái hình rất là đẹp. Đấy, đũa có đôi có cặp luôn. Cực kỳ ok luôn. Cái dòng đũa này thì bên em đang có mức giá đó là 80.000 đồng. 80.000 đồng một cái vỉ đũa như này. 80.000 đồng một cái vỉ đũa như này. Hàng rất ok luôn. Đây, các bác có thể nhìn thấy này. Chất lượng luôn. Chất lượng luôn, xịn sò luôn. Chất lượng xịn sò luôn. Đấy. Các bác lên cho em mã này là mã vỉ đũa 5 đôi. Vỉ đũa 5 đôi nhé. 80k. 80k. Giá tốt luôn. Giá tốt luôn nên các bác yên tâm nhé. Hàng đẹp và giá tốt luôn. Đây để em ghi giá luôn vào đây. 80k. 80.000 đồng một vỉ. 80.000 đồng một vỉ. Một cái dòng sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng miếng LED 12V. Miếng LED 12V này. Nhà em có đầy đủ nhé. Ánh sáng trắng và ánh sáng vàng. Đầy đủ cho các bác là ánh sáng trắng và ánh sáng vàng. Đây. Đấy, ánh sáng trắng này. Đằng sau này là miếng nhôm tản nhiệt nhé. Đằng sau này là một miếng nhôm tản nhiệt. Và con này thì các bác chịu được nước thoải mái luôn. Các bác ngâm dưới nước luôn được chứ không phải là sợ là đấy đâu. Đấy. 22 này. Kích thước của nó là 22cm này. Nhân với một chiều của nó là 11,3cm. 11,3cm. Có đầy đủ cho nhà em, mà có đầy đủ cho các bác là ánh sáng trắng và ánh sáng vàng luôn. Ánh sáng trắng và ánh sáng vàng. Và đặc biệt là nó cũng rất là ok luôn. Rất là sáng nhé. Ở đây thì các bác về có để ý này. Nét cộng và nét trừ này. Nét cộng và nét trừ này. Đấy. Ở đây người ta đã đánh dấu cho các bác sẵn rồi. Các bác về có thể hàn thêm vào. Đấy. Thì các bác về các bác đặt đúng vào nét cộng và nét trừ cho em thôi. Sáng chói mắt luôn. Sáng chói mắt luôn nhé. Cực kỳ sáng luôn. Những lúc mất điện mất đóm ấy. Mất điện thì các bác cái xe Honda của chúng ta ấy, thì chúng ta xe máy, xe gắn máy thì các bác chỉ cần buộc cái dây này vào thôi. Nối cái dây này vào một đoạn vào. Đấy, và là nó có điện, là nó sáng. Là nó sáng cho các bác luôn. Nên là như này mất điện các bác cũng không phải lo nữa. Mất điện các bác cũng không phải lo nữa. Đây đem. Đây. Cực kỳ sáng luôn. Cực kỳ sáng luôn nhé. Con này thì công suất của nó là 70W. Công suất của nó là 70W. Hai màu ánh sáng thì có tha hồ lựa chọn nhé. Và giá của nó bên em đang có mức giá chỉ có 120.000 đồng thôi. Chỉ có 120.000 đồng một cái miếng LED 12V này có nhé. Chỉ có 120.000 đồng. Cái mã này các bác lên cho em mã này mã bảng LED hoặc là miếng LED 12V. Bảng LED hoặc miếng LED 12V. Hàng xịn sò luôn. 120.000 đồng một miếng. 120.000 đồng một miếng nhé. Bác nào mà có sở thích mà làm hay làm biển quảng cáo hay là những cái biển báo hay các thứ này. Đây. Hoặc là các bác có thể chế cháo. Thì đây, có một mẫu LED 12V nữa. Có một mẫu LED 12V nữa nhé. Đây. LED này là LED dây. Ánh sáng trắng này. Ánh sáng trắng này. Các bác có thể nhìn thấy một cái dây này của nó cũng rất là sáng. Một cái dây này của nó rất là sáng. Mỗi một cái bộ này của nó là 3 mắt 1, 2, 3 này. Thì tổng cộng của nó là 20 miếng như này. 20 miếng như thế. À, đằng sau này nó có một mặt băng dính hai mặt nhé. Nên là các bác có thể tước ra. Các bác có thể trang trí. Rất là đẹp. Cũng rất là đẹp. Xịn xò luôn. À, các bác có thể nối tiếp nhé. Các bác có thể nối tiếp được ở những cái bộ này. À, các bác có thể nối tiếp được. Nối tiếp bao nhiêu bộ cũng được. Các bác cứ câu nguồn cho em một cái nguồn 12V là được. Bằng cái củ sạc điện thoại của cái củ điện 12V được. Các bác cắm bất cứ cái nguồn điện nào cũng được. Chỉ cần đúng 12V cho em. Chỉ cần đúng 12V cho em là được. Đây. Là các bác dùng thoải mái luôn. Cứ đúng 12V là các bác dùng thoải mái luôn. Đây. Rất là ok luôn nhé.
rất là ok và hàng rất là đẹp luôn. Đó, đây, em. Đấy, cứ đúng 12V. Các bác cứ đấu cho em đúng 12V là ok. Đó. Một cái này thì em sẽ bán theo một combo nhé. 3 món này, 1 2 3 dây này, 3 bộ này. Tức là 60 cái thanh, 60 cái thanh như này. 60 cái thanh này. 180.000 đồng, tính ra có 3.000 đồng một cái mắt này. Tính ra có 3.000 đồng một cái mắt này nhé. 180.000 đồng lại còn bao cả phí ship cho các bác luôn. Bao cả phí ship cho các bác luôn. Tính ra là mỗi một cái mắt này là 1.000 đồng. Mỗi một cái mắt này 1.000 đồng. 180.000 đồng một combo 3 món. Một combo bộ 3 như này. Và bên em bao ship cho các bác luôn. Số lượng thoải mái luôn. Các bác lấy bằng nào cũng có nhé. Đấy, con này các bác lên cho em mã là mã dây led. Led dây nhé. Led dây combo led dây 180.000 đồng 3 cái. 180.000 đồng 3 cái. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Hôm nay em lên thêm cho các bác một số những cái mẫu bếp ga mặt kính nhé. Bếp ga mặt kính này thì nó là phím ấn. Thương hiệu của con này là Osaka Ga. Nó có một khay pin này. Đấy, một khay pin. Mặt kính thì không, yên tâm các bác yên tâm nhé. Mặt kính thì không nứt vỡ. Mặt kính không nứt vỡ. Đấy, hàng thì hàng đẹp luôn. Hàng thì hàng đẹp luôn nhé. Con này thì nó sẽ có một cái cho chúng ta, đó là một cái khay lò nướng này. Đấy, khay lò nướng. Cái khay lò nướng này thì các bác yên tâm một điều, đó là sạch, còn sạch đẹp nhé. Sạch sẽ, vệ sinh sạch sẽ. Vệ sinh sạch sẽ cho các bác luôn. Khay lò nướng này sạch sẽ này. Đó. Và con này đặc biệt có một cái hay cho các bác này. Đó là khi mất điện ý, các bác nấu cơm ý. Thì đây này, để em xoay vào đây cho hôm nay nó hơi tối này. Đấy. Rất là xịn sò luôn này. Đấy. Những cái nấu cơm thì chế độ nấu cơm này. Đấy, hay là các bác mất điện ý, các bác chỉ cần đặt cái nồi cơm lên đây và các bác chọn vào cái chế độ nấu cơm là được. Đấy, sử dụng rất là ok luôn nhé. Sử dụng rất là ok luôn. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Osaka Ga. Osaka Ga. Đó, hàng đẹp luôn nhé. Để em đo mặt kính. Mặt kính nhé. Có cả hiện giờ này, còn nói chung là có những cái dòng có nhiều chức năng. Những dòng này có nhiều chức năng, lò nướng các thứ đầy đủ luôn. Kích thước của nó đây. 59 cm nhân với lại một chiều ngang của nó là 41,5. 41,5. Đó. Hàng này thì thương hiệu của Osaka Ga, lò nướng các thứ nhé. Tất cả còn hoạt động tốt. Tất cả còn hoạt động tốt nhé. Đấy. Con này thì nó là mặt kính nên là các bác lên cho em mã này là mã K1. K1 nhé. Các bác lên cho em mã này là mã K1 này. K1. Đó, mã K1. À, con này thì hàng đẹp luôn, hàng đẹp luôn. Giá của con này thì đây để em xem. Đời nó là đời bao nhiêu đã. Con này thì đời của nó là đời 2020. 2020 nhé. Đời 2020. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 2.500.000. 2.500.000. Bao ship. Mặt kính các bác nhé, mặt kính. Chức năng của nó đầy đủ. Mặt kính và các chức năng của nó đầy đủ nên là các bác yên tâm về chỉ việc dùng thôi. Bên này còn có cái chế độ 3 giây này. Bên này còn có cái chế độ giữ 3 giây này. Đấy. Còn bên này thì là rất là nhiều chế độ của nó này. Đấy. Đây là nấu nướng các thứ đều đầy đủ. Đấy. Phím ấn. Hàng sạch đẹp luôn. Đây, để em sẽ review cho các bác bên trên này. Đấy. Đó. Các bác lên cho em mã này là mã kính nhé. Kính 1, K1. K1 hay là còn gọi là kính 1 nhé. Giá của nó là 2.500.000 đồng và bên em bao ship. 2.500.000 và bên em bao ship. Đó. Một mã tiếp theo. Một con bếp ga mặt kính nữa này. Nói chung là hàng này thì độ sạch sạch đẹp của nó thì các bác yên tâm rồi. Đấy, vệ sinh sạch sẽ. Vệ sinh sạch sẽ rồi. Đấy, con này thì cũng như con kia thôi. Con này cũng như con kia thôi. Lò nướng của nó này. Lò nướng của nó này. Đấy, tất cả là đây bên nhà em đều vệ sinh sạch sẽ rồi nhé. Tất cả bên nhà em đều vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi. Đây, các bác có thể nhìn thấy. Vệ sinh cực kỳ sạch sẽ luôn. Vệ sinh cực kỳ sạch sẽ luôn. Nên là các bác có thể yên tâm. Đấy, nên là các bác có thể yên tâm. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp, vệ sinh sạch sẽ. Về là các bác chỉ việc cắm ga và là các bác dùng. Về là các bác chỉ việc cắm ga và các bác dùng. Đây là cái khay lò nướng của nó. Đây là cái khay lò nướng. Đấy, khay lò nướng của nó này.
Và con này thì chế độ của nó là nấu cơm này, mất điện thì các bác ấn vào đây các bác nấu cơm luôn này, nấu cơm luôn này. Đấy, chế độ nấu cơm các thứ đầy đủ. À, quên mất nhé, bếp bếp này là hai bếp chống cháy, hai bếp chống cháy luôn cho chúng ta này. Đấy, rất là xịn sò luôn, hàng xịn sò, vệ sinh sạch sẽ. Đấy, tất cả đều vệ sinh sạch sẽ cho các bác luôn. Đấy, tất cả đều vệ sinh sạch sẽ nhé, rất là chi tiết luôn nhé, rất là chi tiết luôn. Đấy, đầy đủ đồ nhé, đầy đủ đồ, vệ sinh sạch sẽ, không thiếu một cái gì cả. Vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ đồ, không thiếu một cái gì cho các bác cả. Đó. Còn bếp ga này thì các bác lên cho em mã này là mã K2. K2 nhé. K2. Đời của con này thì là đời 2020 và kích thước của nó này. Và cái kích thước của nó để em đo luôn cho các bác luôn. 59 cm. 41,5. 59 cm và 41,5. Các bác lên cho em mã này là mã K2. Đã dọn vệ sinh sạch sẽ. Yeah. Các bác chỉ việc về và các bác dùng thôi. Các bác chỉ việc về và các bác dùng thôi. K2. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó, đời của nó là đời 2020 này. K2 đời 2020 và giá của nó bên nhà em cũng giá là 2.500.000. Bao ship 2.500.000 đồng, bên nhà em bao ship cho các bác nhé. 2.500.000. Bảo hành quên nhé, bảo hành cho các bác 1 năm. Bảo hành cho các bác 1 năm, đổi mới trong vòng 1 tháng đầu. Đấy, bảo hành 1 năm và đổi mới trong 1 tháng đầu cho các bác nhé. Một con mã bếp ga tiếp theo. Con này thì của Zinai. Con này thì của Zinai nhé. Mặt của nó này cực kỳ đẹp luôn. Mặt của nó cực kỳ đẹp luôn, không tì vết luôn, đẹp không tì vết luôn nhé. Mặt của nó thì rất ok rồi. Đấy, cái bếp này, cái bếp này thì không phải bếp đồng. Riêng con này thì không phải bếp đồng. Bếp này bếp nhôm. Nhưng mà nhôm này của nó là nhôm đẹp, nhôm xịn này, mặt phẳng này. Đấy, quên mất không giới thiệu này. Hai bếp cảm biến chống cháy nồi. Hai bếp cảm biến chống cháy nồi thôi nhé. Cực kỳ ok luôn. Xe lò nướng của nó này cực kỳ sạch đẹp luôn nhé, cực kỳ sạch đẹp luôn. Tiếp bếp. Gà xanh đét đẹp luôn, gà xanh đét đẹp luôn. Đấy, và đây là lò nướng đấy. Tất cả đều rất là ok luôn nhé. Đây, lò nướng của nó đây. Tắt bếp này. Đây, các bác có thể nhìn thấy sạch sẽ luôn. Sạch sẽ luôn. Đấy. Sạch sẽ mặt của nó này. Mặt của nó thì cũng không thể tránh được một số những cái vết bổ gọi là xước sát thì cũng không thể tránh được. Những cái xước sát một chút thì không thể tránh được. Nên là chúng ta, các bác hoan hỉ giúp em nhé. Hàng này, hàng của nó là hàng đẹp rồi. Hàng của nó là hàng đẹp rồi nhé. Đấy. Khi mà các bác mua bếp bên nhà em sẽ được tặng kèm theo đó là một đôi pin. Đấy. Rất là ok luôn, rất là ok luôn nhé. Hàng này bên thì em đã test dọn cẩn thận sạch sẽ, test dọn cẩn thận sạch sẽ luôn cho các bác luôn rồi. Là tức là các bác chỉ việc về các bác dùng lò nướng của nó, lò nướng của nó, hàng ok luôn nhé. Kích thước của con Zinai để em đo luôn cho các bác kích thước này. Kích thước của nó đây 55,5 cm. Một chiều này của nó là 39,5. 55,5 x 39,5. Các bác lên cho em mã này là mã D3. Bếp ga D3. D3 này. Con này của bên nhà em đang có mức giá. Đời của nó là con này là đời 2021. 2021 này. Con này cũng là 2021 này. Và giá của nó thì bếp nhôm 2.050.000. 2.050.000 đồng. Một con Zinai. Một con Zinai nhé. Và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. 2.050.000. 2.050.000 bao ship. Các bác lên cho em mã này là mã D3. D3. Đấy, hàng đẹp luôn nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một con bếp ga của Paloma. Một con bếp ga của Paloma. Bếp của nó bếp đồng cực kỳ ok luôn, cực kỳ ok luôn nhé. Đó, phát dậy ngay này, một phát ăn luôn này. Ga xanh nhét đẹp, ga xanh nhét đẹp luôn nhé. Đấy, chỉnh ga to ga bé này. Bếp chống cháy nhé,
bếp chống cháy hoạt động tốt luôn. Nướng nó này, khay lò nướng này, bên trong lò nướng nó này sạch sẽ luôn nhé. Đây để em bật cái lò nướng cho các bác luôn. Bên trong lò nướng của nó này rất ok luôn, rất ok luôn nhé. Đấy, tất cả đều hoạt động tốt, tất cả bên nhà em đều hoạt động tốt nên là các bác yên tâm luôn. Hàng nhà em thì bao cho các bác hoạt động tốt, bao cho bác hoạt động tốt luôn. Kích thước của nó này 55, gần 56 cm, gọi là 56 nhé, gọi là 56, còn tí nữa gọi là 56 cm. Nhận với lại kích thước của nó là một chiều của nó là 39,5 cm. À đây quên, độ dày của nó này 18, độ dày của nó là 18 cm thôi. Có lò nướng đàng hoàng luôn, bếp đồng, cảm biến các thứ nhạy, thoải mái luôn cho các bác luôn. Đấy, thoải mái cho các bác luôn. Đấy, bếp rất ok luôn, rất là ok luôn nhé. Hàng xịn sò, hàng xịn sò. Ở đây này nó có cả cái chế độ chống cháy em này, 3 giây này, các bác dí lì 3 giây này. Đấy, thì khi bác mở lên các bác dí lì là được. Đó, vẫn tặng kèm thêm cho các bác một đôi pin, vẫn tặng kèm thêm cho các bác một đôi pin. Các bác lên cho em mã này là mã, các bác lên cho em mã này là mã bếp D4. Các bác lên cho em mã này là mã D4. D4 này, hàng đẹp sạch sẽ, hàng đẹp sạch sẽ luôn. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 2.100.000 đồng. Đấy, đời của nó là đời 2021. Đấy, giá của nó là 2.100.000, bao ship 2.100.000 và bên nhà em bao ship toàn quốc cho bác nhé. Bên nhà em bao ship toàn quốc cho bác luôn. Hàng xịn sò luôn, hàng xịn sò luôn, bếp đồng. Một con mã tiếp theo, một con Paloma nữa, một con Paloma nữa. Hôm nay về rất là nhiều Paloma nhé. Mà dòng Paloma, riêng cái dòng Paloma hầu như của nó là bếp đồng, hầu như của nó là bếp đồng nhé, hầu như của nó là bếp đồng luôn này. Đẹp luôn, hàng đẹp luôn nhé. Nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn. Đấy, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn. Bếp đồng, cầm cái đồng nó là biết là chắc tay, cầm cái đồng nó rất là chắc tay. Test lửa. Đấy, rất là nhạy luôn, ga cực kỳ xanh, rất là nhạy và ga cực kỳ xanh luôn. Đó, tắt này. Đấy, rất là an toàn luôn nhé. Van cảm biến chống cháy nồi nhé, hoặc là có sự cố nó sẽ tự tắt luôn. Van cảm biến chống cháy nồi hoặc là sự cố nó sẽ tự tắt luôn. Kích thước của con này nó sẽ rơi vào 56 cm, em sẽ đổi nhân với một chiều 39, 56 x 39. Chiều sâu của con này nó sẽ rơi vào 17,5. Chiều sâu của nó sẽ rơi vào 17,5. Lò nướng này sạch đẹp, tặng kèm theo pin. Ấy, vẫn tặng kèm theo pin cho các bác luôn. Này, bên trong lò nướng này. Đây, để em bật lửa cho các bác luôn. Ga rất là to luôn. Các bác có thể chỉnh ga to, ga nhỏ. Này, chỉnh ga to, ga nhỏ đây này. Này, rất là ok luôn nhé. Rất là ok luôn này. Rất ok luôn. Hàng đẹp luôn. Tắt. Tất cả đều nhà em đều bao cho các bác luôn. Đấy, đều bao cho các bác luôn. Xịn sò, xịn sò. Một con bếp ga Paloma mặt men, mặt pen, mặt men. Con này thì khi các bác mua bếp nhà em này thì sẽ được tặng kèm theo đó là một đôi pin để các bác sử dụng. Ai sẽ được tặng kèm theo pin để các bác sử dụng thoải mái luôn. Và con này thì các bác lên cho em mã của nó nhé. Mã của nó là, các bác lên cho em mã này là mã D5. D5 này. Đây, để em xoay cho các bác ở mặt trước, mặt trên trước này. Mặt trên này chưa xoay đúng không ạ? Này, mặt trên của nó này. Đấy, riêng cái dòng Paloma cũng nhỏ thế này, có cái lưới đây này, lưới chống chuột để chuột nó quay ngược vào và có một cái nắp này. Đấy, hàng đẹp luôn nhé. Hàng. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã D5. D5. Đời của con này thì là đời của nó là đời 2021, 2021 và mức giá của nó bên em đang bán với giá là 2.100.000. 2.100.000 và bên em bao ship toàn quốc. 2.100.000 và bên em bao ship toàn quốc. Các bác lên cho em mã này mã D5 nhé. Một cái mã bếp ga kế tiếp. Con này thì cũng là của Paloma. Con này cũng là của Paloma. Bếp của nó nhé. Bếp của nó.
con này thì là bếp nhôm, con này bếp của nó là bếp nhôm, hàng cực kỳ ok, vệ sinh sạch sẽ, hàng cực kỳ ok, vệ sinh sạch sẽ luôn. Đó, con này thì đây, lên ga luôn, lên được luôn, vặn phát lên luôn cho các bác luôn. Hàng này hàng cực kỳ đẹp luôn, hàng cực kỳ đẹp luôn nhé, bếp nhôm nhưng con này còn cực kỳ ok luôn nhé, lò nướng gần như là chưa sử dụng, sạch sẽ luôn, sạch bong sáng bóng. Đây, bên trong khay lò nướng của nó này, em xoay rất là tỉ mỉ và rất là kỹ cho các bác nhé, em xoay rất là tỉ mỉ và rất là kỹ cho các bác luôn. Đấy, mặt của nó là mặt con này là mặt men, mặt nó là mặt men nhé. Kích thước của con này 56 nhân với lại 39, sâu 17 cm, sâu của nó là một sâu 17 cm. Hàng của nó đã vệ sinh sạch sẽ rồi, tức là các bác về nhận hàng nhà em về, các bác chỉ cần cắm ga vào, lắp pin, pin nhà em đưa cho các bác rồi, lắp pin vào và các bác bật lên là được, bật lên là được. Đấy, rất là xịn sò luôn nhé. Đấy, rất là xịn sò luôn, cảm biến chống cháy nồi này. Cảm biến chống cháy nồi này, hàng này cực kỳ đẹp luôn, con này thì cực kỳ đẹp luôn nhé. Con này thì IC đời của nó khá cao, đời của nó là đời 2021, đời con này khá cao, đời 2021, phím xoáy nhé. Dòng này là dòng phím xoáy đó. Con này thì các bác lên cho em mã này là mã D6 2021. Con này bên em đang có mức giá của nó đó là 2.050.000 này, 2.050.000 đồng và bên em bao ship, 2.050.000 và bên em bao ship nhé. Các bác lên cho em mã này, mã D6, nhạy luôn, cực kỳ nhạy luôn, cực kỳ ok luôn đó. Mặt trên của nó nhé, mặt trên của nó này. Đấy, dòng Paloma thì lúc nào thì dòng Paloma lúc nào có cái lưới này, hàng đẹp luôn, hàng đẹp luôn nhé. Các bác lên cho em mã này, mã D6, 2.050.000 đồng và bên em bao ship nhé. Một con bếp ga tiếp theo, con này là mặt kính, con này mặt kính này, phím ấn này, ấn phát lên ngay, ấn phát lên ngay. Đấy, cứ ấn phát lên ngay, ấn phát lên ngay các bác nhé. Tắt này, tắt này. Con này thì tí nữa em sẽ giới thiệu cho các bác cái độ xịn sò của nó. Kích thước của em nó là 59 cm nhân với lại 41.5, 59 nhân 41.5. Con này thì nó có chức năng này, các bác bật lên này, nấu cơm nhé. Tức là như nào, tức là khi các bác sử dụng mất điện, nhà các bác mất điện, các bác đặt nồi cơm đây, các bác chỉ việc bật bếp, ấn nút nấu cơm này. Đấy, ở đây là có nấu cơm thường và nấu cơm nhanh. Đấy, thì các bác muốn chọn cái chế độ nào thì chế độ. Đấy, con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Osaka Ga nhé. Hàng này hai bếp chống cháy, có tăng giảm lửa này, có tăng giảm lửa đây, thêm bật cho các bác luôn này. Bên này là bếp to này, tăng giảm lửa này, xịn sò luôn. Mặt kính nhé, mặt kính nên là mặt kính thì nó thường thường là nó sẽ có những cái chức năng nấu cơm các thứ này, rất là xịn sò, rất là xịn sò. Lò của nó này, đã vệ sinh sạch sẽ rồi, đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Đã vệ sinh sạch sẽ nhé. Tức là các bác về các bác chỉ việc sử dụng, tức là các bác về các bác chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải lo lắng gì cả. Về là chỉ việc bật bếp lên nấu cơm, cắm ga vào nấu cơm và đun thôi. Cắm ga vào nấu cơm và sử dụng. Một con bếp ga mặt kính. Con này các bác lên cho em mã này là mã bao nhiêu nãy là 8 à, D6 đúng không? D6, các bác lên cho em mã này là mã D7. D7. Con này thì đời của nó là đời 2020 nhé. Các bác lên cho em mã D7 này. Đấy, 2020. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 2.550.000. Bao ship cho các bác luôn. 2.550.000 bao ship cho các bác cái mã D7 này. Đấy, bếp ga mặt kính nhá. Đấy, mặt bên trên của nó này. Mặt bên trên của nó này. Xịn sò luôn. Đấy, sạch đẹp. Vệ sinh, đã vệ sinh sạch sẽ nhé. Đã vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi, tức là các bác chỉ việc về và các bác cắm ga vào và sử dụng thôi, nên là các bác yên tâm. Đó, Osaka Ga, con này thương hiệu Osaka Ga. Đấy, D7.
Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một con Paloma nữa, một con Paloma nữa đây, cảm biến chống cháy nổi nhé, đầy đủ luôn, bếp đồng, đấy, đã vệ sinh bếp đồng này sạch sẽ các thứ, tất cả các bác chỉ việc về và bác sử dụng được. Chỉ việc về lấy bếp ga thì em dân về, chỉ việc cắm ga vào các bác sử dụng, rất là nhạy luôn, rất là nhạy luôn, bếp ga rất là ok, đấy, rất là ok luôn, vệ sinh sạch sẽ nhé. Vệ sinh sạch sẽ cho các bác dùng. Khay lò nướng này, khay lò nướng này, tần tật các thứ là đã vệ sinh sạch sẽ. Lò nướng của nó này cực kỳ ok nhé các bác nhé. Đấy. Các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn các bác nhé. Đúng như nhà em quảng cáo trên video. Nhà em đấy, các bác xem đấy, em đã soi chi tiết cho các bác luôn. Có như nào nhà em xoay như vậy, có như nào nhà em giới thiệu như vậy nhé. Nên là các bác cứ yên tâm, hàng nhà em đảm bảo cho các bác luôn. Đấy. Gà thì bếp thì bật nhẹ là lên gà. Bếp thì bật nhẹ là lên gà này. Đó. Cảm biến chống cháy nồi đầy đủ. Cảm biến chống cháy nồi đầy đủ. Đây. Xịn sò luôn. Xịn sò luôn nhé. Đó. Các bác lên cho em mã này là mã D8. D8. Bếp ga D8, con này của Paloma. D8 này. Con này đời của nó thì là đời 2020 nhé. D8 này. 2020. D8 2020 và giá của nó thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 1.950.000. 1.950.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Mã D8 đời 2020. Đấy, kích thước của nó này. 56 cm nhân với lại 39,5 nhân với 39,5. Con này cũng rất là đẹp, rất là đẹp luôn, đẹp đồng, giá tốt luôn, giá tốt luôn, thực sự ra với các bác luôn, đời cách nhau một năm thôi nhưng mà không có khác nhau một tẹo nào cả, chỉ có khác nhau mỗi cái đời khác nhau một năm thôi, còn hàng vẫn rất là đẹp, hàng rất là đẹp luôn. Đây chi tiết cho các bác, chi tiết cho các bác đó. Lưới chống các thứ này đều đầy đủ hết, đều đầy đủ hết nhé. Đấy. Và hàng đẹp luôn, các bác lên cho em mã này, mã D8 nhé. 1.950.000. Một con mã bếp ga tiếp theo, con này cũng là của Paloma, con này cũng là của Paloma này, kích thước nhé, để em đo kích thước luôn trước cho các bác luôn rồi test sau. 56 cm nhân với lại một chiều là của nó là 40, 39,5, gọi là 40 luôn. Bếp của nó cũng rất là sạch sẽ này, vệ sinh sạch sẽ cho các bác. Đấy, đẹp đẹp luôn. Đấy, các bác đun nấu thoải mái luôn. Về nhà cái dòng này các bác đun nấu thoải mái luôn nhé. Lò nướng của nó. Lò nướng của nó này, sạch đẹp. Sạch đẹp. Đấy. Các bác có thể nhìn thấy đây. Đấy, đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Đã vệ sinh sạch sẽ cho các bác rồi. Đấy, các bác có thể soi thực cực kỳ kỹ luôn. Tại vì làm sao em cũng đã review cho các bác cực kỳ chi tiết rồi. Nên là các bác có thể yên tâm. Hàng thì em là cứ review chi tiết cho các bác luôn. Tất cả đều sử dụng ngon lành. Bật bếp đây. Bật bếp bật nhẹ lên. Bếp bật nhẹ lên. Cứ bếp cứ bật nhẹ lên. Đấy, cảm biến chống cháy. Cảm biến chống cháy nồi. Đấy, bên trên của nó này. Các bác có thể soi chi tiết. Các bác có thể soi chi tiết cho em. À, em soi quay nó cũng là gọi là tương đối kỹ. Tương đối kỹ cho các bác rồi. Nên là các bác có thể yên tâm. Hàng nhà em thì giới thiệu review cho các bác là toàn bộ là chi tiết. Các bác lên cho em mã này là mã D9. D9. Mã D9 này. Con này thì dòng này đời của nó là đời 2021 nhé. D9 này. D9 này. 2021 này. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 2.100.000. 2.100.000 đồng và bên nhà em bao ship. 2.100.000 đồng và bên nhà em bao ship. Các bác lên cho em mã này, mã D9. Mã D9. 2.100.000. Một cái mã tiếp theo. Một con này cũng vẫn là của Paloma. Đợt này về rất là nhiều Paloma nhé. Bếp của nó này. Bếp của nó là bếp đồng, toàn bộ là bếp đồng, dùng thoải mái luôn, dùng cái này thoải mái luôn,
56 nhân với lại 39. Cao của con này là 17,5. Cao của con này 17,5. Hàng đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Về chỉ việc dùng thôi. Về các bác chỉ việc dùng thôi, không cần phải lo lắng gì cả. Rất là sạch sẽ. Đó. Một cái dòng của Paloma. Nhẹ là lên, ga rất là xanh. Đấy, ga rất là xanh luôn. Bét chống cháy các thứ còn đầy đủ hết. Nên là các bác có thể yên tâm. Hàng này thì hàng đẹp luôn. Về chỉ việc sử dụng. Đó. À, con này thì các bác lên cho em mã này là mã D10. D10 này. D10. Con này đời của nó là đời 2021. À, giá của nó thì con này bên nhà em đang có mức giá đó là 2.100.000. Bao ship toàn quốc nhé. Và vẫn được tặng kèm theo đôi pin để các bác đến lúc mà các bác nhận hàng ấy, các bác ví dụ các bác nhận hàng các bác lắp đôi pin đây. Bảo cái này ra lắp đôi pin vào. Và các bác bật ga lên test cho em luôn. Thì lúc nào cũng thế nhé, lúc nào bật lần đầu thì nó sẽ hơi lâu một chút, tại vì nó để lâu nó không bật. Đấy, xong các bác bật lần đầu xong, bật xong như thế, cháy lên như thế các bác tắt đi. Các bác bật lần hai rất là nhạy luôn. Đấy, bật lần đầu xong các bác tắt đi, các bác bật lần hai rất là ok luôn nhé. Nên là các bác yên tâm. D10 2.100.000 đồng và bên em bao ship. Một cái mã tiếp theo. Một con Zinai. Phím xoáy. Con này thì bếp của nó là inox, trên inox dưới nhôm. Đó, kích thước của con này này. À đây, bật thử bếp cho các bác luôn. Đấy. Con này thì rất là ok, sử dụng rất là ok, tốt luôn. Đấy. Con này thì nó có một số những vết xước ở trên mặt này. Đấy, lúc mà vệ sinh thì nó bị rơi cái búa vào. Đấy, thì tí nữa em sẽ thanh lý cho các bác cái giá, mức giá cực kỳ ok luôn, ổn áp luôn, 56. 56 luôn nhé. Nhân với lại 39. Đấy. Em là cứ người thật việc thật, xước là em bổ là xước, xước là em bổ là xước nhé. Nên là các bác yên tâm. Đấy. Lò nướng còn sạch sẽ này. Tất cả các thứ đều ok. Duy nhất mọi có một tí đó là những cái xước ở vết xước trên này thôi. Đấy. Một số những vết xước nhỏ nhỏ. Còn đây là cái lò nướng của nó này. Hàng này hàng ok luôn nhé. Đấy. Thì nó bị mất một số những cái lỗi hơi gọi là hơi nhỏ nhỏ một chút, nhưng thôi không sao. Con này thì bên nhà em đời của nó là đời con này đời 2020. Nếu mà bác nào mà không quan trọng hình thức, em thanh lý cho bác cái này với một cái mức giá cực kỳ ổn áp luôn. Các bác lên cho em mã này là mã D11. Đấy, đời 2020 nhé. 1.700.000. 1.700.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác con D11 này, mã D11 này. Hàng đẹp, cực đẹp luôn nhé. Bật ga nhẹ là cháy này. Ga rất đẹp luôn. Đấy. Con này thật sự với các bác luôn là nếu mà bình thường không là 10 điểm, không có nhưng đấy. Nhưng mà đúng là nhưng thật. D11 có nhé, mã D11. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái mẫu viên thả bồn cầu, lọ thả bồn cầu chứ. Mở ra và các bác lột này ra. Đấy, các bác cậy cái nắp trên này lên. Để nước nó vào nhé. Đó. Và các bác thả xuống cái bồn cầu nhà chúng ta thôi. Con này thì nó là chi tiết của nó đây. Những cái chi tiết của nó này. Kháng khuẩn này, diệt khuẩn này và tạo cái mùi dễ chịu cho cái phòng vệ sinh của chúng ta nhé. Và một con viên lọ thả bồn cầu như này bên nhà em đang có mức giá cực kỳ mềm luôn, giá chỉ có 400.000. Nó là một cái thương hiệu rất là ok của Nhật. 40.000 đồng một lọ. Các bác lên cho em mã này, mã lọ thả bồn cầu nhé. Lọ thả bồn cầu 40.000 đồng. Đó, 40.000 đồng một lọ. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái mã tip kem đánh răng. Hàng mới nguyên hộp luôn. Hàng này là hàng mới nguyên hộp luôn các bác nhé. Thương hiệu của con này là thương hiệu Sutat. Sutat này. Dòng này thì các bác
Đây, nó sẽ có một cái tip như này cho chúng ta này. Trọng lượng là 170g, hàng mới nhé, cái riêng kem đánh răng các thứ này là hàng mới luôn. Nên là các bác yên tâm. Hàng mới, hàng xịn xò luôn. Kem đánh răng muối. Dòng này là dòng kem đánh răng muối hàng mới. Thương hiệu của nó là thương hiệu Sutat. Sutat. Một con kem đánh răng này thì ở bên nhà em đang có mức giá của nó sẽ là 60.000 đồng. 60.000 đồng một tip kem đánh răng này. 60.000 đồng một tip kem đánh răng muối này. Hàng xịn xò chất lượng luôn. Hàng xịn xò chất lượng luôn nhé. Các bác đặt hàng bên nhà em là các bác cứ yên tâm một điều, đó là nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái nhé. Chứ không phải là kiểm tra, không được kiểm tra đâu, mà nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. Đấy, nên là các bác cứ yên tâm. Kem đánh răng muối. Kem đánh răng muối 60.000 đồng một tip. 60k một tip này. Giá mềm luôn. Đây để em dán giá luôn vào đây. 60k. Kem đánh răng muối 60.000 đồng một tip nhé. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái mẫu chai tẩy lồng giặt. Hàng nội địa Nhật nhé. Hàng nội địa Nhật. Con này thì các bác cách sử dụng ấy, thì các bác mở nắp ra, các bác đổ vào, và các bác chọn cái mức, chọn cái chế độ ở trên máy giặt ấy, là chọn cái chế độ vào là chế độ là vệ sinh lồng giặt. Đấy, thì nó sẽ vệ sinh và nó sẽ tẩy những cái chất bẩn ở máy giặt của chúng ta, những cái chất mà gây mùi hôi các thứ ấy, là nó sẽ cũng sẽ là đánh sạch. Con này thì diệt khuẩn đến 99,9%. 99,9% luôn. Đấy, nên là các bác có thể yên tâm. Hàng của nội địa Nhật Made in Japan. Hàng của nội địa Nhật Made in Japan nhé. Hàng ok luôn này. Hàng ok luôn. Đó. Một cái dòng chai tẩy lồng giặt này thì ở bên nhà em đang có một cái mức giá của nó cũng khá là ưu đãi luôn. Con này thì ở bên nhà em đang có mức giá chỉ có 50.000 đồng thôi. Nhé các bác nhé. Chai tẩy lồng giặt 50.000 đồng một chai. Hàng nội địa Nhật. Hàng nội địa Nhật. Đấy, nên là các bác yên tâm, nhận hàng bên nhà em thì các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. Chai tẩy lông giặt này. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái bộ nồi Đức 6 món. Đây, em giới thiệu chi tiết của bộ nồi này trước đã nhé. Germany của Đức này. 6 món này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 món. Trong đó thì đây là một cái chảo này, 3 lít 4 này. Một cái xoong máy bột 2 lít 1 này. Một cái xoong to 6 lít 6 này. Đây, kích thước của nó đây. Kích thước của nó đây nhé. Kích thước của 6 cái đây. Tí nữa xoong em chỉ đi và giới thiệu qua cho các bác thôi. Còn đây là kích thước của 6 cái của nó. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Hàng của Germany của Đức luôn. Một bộ nồi 6 món. Còn đây đầu tiên thì là một cái chảo. Một cái chảo này thì dòng chảo nó là chảo chống dính nhé. Thương hiệu của nó là Erlenmeyer. Đun được bếp từ này, bếp ga này, bếp điện này, bếp hồng ngoại này. Nói chung là đun được rất là nhiều loại bếp. Đáy của nó cũng tương đối là dày. Đáy của nó cũng tương đối là dày nhé. Dòng này là dòng chảo chống dính này. Đấy, dòng chảo chống dính. Con này thì là 24 sâu 7,5. Dung tích 3 lít 4. 24 sâu 7,5 dung tích 3 lít 4. Đấy, đầu tiên đó là một con chảo chống dính. Thứ hai đó là một cái xoong máy bột này. Xoong máy bột này. Cái dòng nồi này là bộ nồi 5 đáy các bác nhé. Cái dòng bộ nồi này là bộ nồi 5 đáy này. Đó. Thì các bác đun ý, thì nó ít bị khê. Ít khi bị khê tại vì làm sao? Cái đáy của nó cũng tương đối là dày. Và bắt nhiệt rất là nhanh nhé. Nó bắt nhiệt rất là nhanh luôn. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Erlenmeyer. Hàng cực kỳ xịn luôn. Và mỗi con này nó đều có một cái nắp vung riêng nhé. Mỗi con này nó đều có một cái nắp vung riêng. Nên là các bác có thể sử dụng thoải mái luôn. Đó. Tiếp theo. Đây, vung này. Một cái xoong to. Một cái xoong to này, con này bác luộc con gà thoải mái luôn nhé. Luộc con gà thoải mái luôn. Đó. Đấy. Xong gia đình các bác dùng nhé. Trong gia đình nếu một gia đình là ở dùng thoải mái luôn. Đây là một cái xoong máy bột, một cái xoong to này. Một cái xoong to này. 24 nhân với lại sâu 14,5. Con này là dung tích là 6 lít 6. Dung tích là 6 lít 6. Đó. Một cái xoong nhỡ này. Cái xoong nhỡ này thì... đây. Tất cả của nó thì hàng đẹp nhé. Hàng nhà em thì các bác yên tâm luôn là nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái. 20 sâu 12,5 đều có nắp vung hết. Bên trong của nó cực kỳ đẹp. Bên trong của nó còn cực kỳ đẹp. Một cái xoong bé nữa này, 18 sâu 11,5 này. 18 sâu 11,5 này. Năm đáy, hai quai. Sách cầm rất là ok luôn. Và cuối cùng một cái xoong con. Và cuối cùng một cái xoong con. Xoong này cũng của nó cũng là 16 nhân với 10 sâu 10,5 dung tích 2 lít 1. Một cái bộ nồi Đức này bên nhà em đang có mức giá chỉ có 700.000 đồng thôi nhé.
700k một cái bộ nối đứt này và bên nhà em bao ship luôn. 700.000 đồng một cái bộ nối đứt này và bên nhà em bao ship luôn cho các bác luôn nhé. Nên là các bác yên tâm, nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái của bên nhà em luôn. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. 700.000 đồng và bên nhà em bao ship. Đó, bộ nối đứt 5 đáy. Cái bộ nồi này là bộ nối đứt 5 đáy, 700k bao ship các bác nhé. Tiếp theo thì đó là một cái bộ nồi 9 đáy. Bộ nồi 9 đáy này. Hàng mới luôn. Con này thì cũng như con kia thôi. Những cái kích thước của cái bộ nồi của nó cũng giống nhau. Đấy, bộ nồi Casavilla 9 đáy này. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Chảo 24 x 6,5 này, 24 x 13,5 6.1 này. Nói chung là nó cũng tương đương với con kia thôi. Đấy, cũng review luôn, hôm nay bóc luôn hộp mới của cái bộ nồi này ra. Bóc luôn hộp mới của cái bộ nồi này ra để review cho các bác luôn. Đó. Nguyên hộp luôn nhé, hàng nguyên hộp luôn cho các bác luôn này. Đấy, bên trong này thì những cái giấy này thì chúng ta không cần quan tâm lắm. Đấy, đầu tiên đó là hai cái nắp vung này. Em cứ để riêng ra đây đã nhé, tí nữa em sẽ đi vào review chi tiết cho các bác luôn. Bộ nồi này mới luôn này. Đây. Casavilla này, 9 đáy này các bác có thể nhìn thấy. Đáy của nó rất là dày nhé. Khi các bác nhận hàng nhé, các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn nhé. Riêng nhà hàng nhà em là các bác cứ nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái luôn cho em. Đó, bỏ riêng ra. Đấy, con xoong máy bột này. Một con xoong con này. Tất cả đều rất là đẹp. Đây, cũng bóc hộp ra luôn. Cũng bóc hộp ra review cho các bác luôn nhé, chứ cũng không phải là giấu giếm gì đâu. Đấy, hàng nhà em thì các bác yên tâm luôn, là đảm bảo. Hàng nhà em là các bác cũng yên tâm luôn, đảm bảo tại vì làm sao? Hàng nhà em là các bác nhận hàng các bác kiểm tra được cơ mà, còn được kiểm tra thoải mái cơ mà. Nên là các bác không phải lo lắng gì đâu. Cứ mạnh dạn lên, đấy, cứ tự tin lên đặt hàng nhà em luôn. Hàng nhà em thì cam kết cho các bác là hàng chất lượng luôn. Hàng nhà em này nhà em cam kết cho các bác là chất lượng xịn sò. Và hàng nhà em thì các bác yên tâm luôn, hàng đảm bảo. Đấy, đáy của nó này. Chín đáy này, tay xách các thứ cầm này. Song của nó là song inox nhé các bác nhé. Cái song này của nó là song inox nên là nó dùng rất là bền luôn. Để em nhét cái này vào đây. Hàng này thì đảm bảo cho các bác luôn. Hàng này thì đảm bảo cho các bác luôn này. Tất cả đều có nắp vung nhé. Tất cả thì đều có nắp vung nhé. Luôn. Đấy. Song to này. Cái song to của nó này. Rất là dày dặn. Rất là dày dặn luôn nhé. Bộ nồi này là bộ nồi... này là bộ nồi 9 đáy các bác nhé. Bộ nồi Casavilla 9 đáy. Hàng các bác nhận hàng nhà em thì các bác kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán cơ. Nên là các bác không phải lo lắng gì. Đây, đã bóc xong. Đấy, còn đây là đi vào chi tiết này. Đây. Đầu tiên nó là một cái chảo này. Chảo chống dính này. Đấy, chảo chống dính này. Đó. Vung nước đầy đủ nhá. Vung đầy đủ luôn này. Đó, một cái chảo này. Một cái xoong to này. Đấy, kích thước của nó thì nó đã ghi ở ngay ngoài thùng rồi các bác nhé. Đấy, một con xoong nhỡ này. Một con xoong máy bột. Một con xoong con này. Một con xoong máy bột này. Đấy, chọn một bộ nồi. Chọn một bộ nồi Casavilla 9 đáy như thế này. Đấy, chọn một bộ nồi Casavilla 9 đáy này. Bên nhà em đang có một cái mức giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Bộ nồi Casavilla 9 đáy bên nhà em đang giảm giá cho các bác rồi nhé. Giảm giá cho các bác xuống còn 950.000 đồng. 950.000. Và bên nhà em bao ship luôn. 950.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác luôn cái bộ nồi Casavilla 9 đáy. Các bác nhận hàng bên nhà em nhé, là các bác yên tâm luôn, là các bác kiểm tra hàng thoải mái nhé. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán nhé. Nên là các bác cứ yên tâm. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã bộ nồi Casavilla. Đấy, khi các bác nhận hàng ý, là toàn bộ là hàng mới hết. Toàn bộ là hàng mới, chưa qua sử dụng một lần nào. Nếu mà qua sử dụng rồi ý, là cái đáy này nó sẽ có màu khác luôn. Đấy, nên là các bác yên tâm, hàng đảm bảo cho bác luôn là hàng mới 100% chưa qua sử dụng. Hàng mới 100% chưa qua sử dụng nhé. Đó, các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like nhé các bác nhé. Cái mã sản phẩm đầu tiên bên nhà em xin giới thiệu với các bác đó là một cái dòng ấm đun nước siêu tốc kính nhé. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Gucci. Dung tích của nó là 2 lít. Hàng đẹp luôn, con nào cũng thế. Con nào cũng như con nào, hàng đẹp, chất lượng luôn. Cái này bằng kính nhé, khi nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái, không sợ bị nứt vỡ gì cả. Đấy, cứ nhận hàng đảm bảo cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ sử dụng cho chúng ta đó là nguồn điện 220V. Công suất của nó là 1500W nhé các bác nhé. Và dung tích của nó là 2 lít.
Dung tích của nó là 2 lít, công suất 1500W. Hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn. Mà mức giá của nó thì rất là mềm. Bên nhà em đang có mức giá chỉ có 130.000 đồng thôi. Ngu Cúc Đô của Hàn Quốc, hàng chất lượng luôn. Hàng chất lượng luôn. Cái tay cầm của nó này, bộ của nó sẽ gồm cho chúng ta đó là một đế và một ấm siêu tốc như thế này. Con này ở đây nó sẽ có một cái viền tiêu UV nhé, viền tiêu UV. Đấy, rất là xịn sò luôn. Lúc nào mà các bác về các bác dùng nó cắm điện lên là nó sẽ lên cái viền này. Đó, hàng đẹp, ấm siêu tốc kính. Con này bên nhà em đang có mức giá cực kỳ mềm luôn. Giá của nó chỉ có 130.000 đồng thôi. 130.000 đồng một cái dòng ấm nước siêu tốc kính này. Hàng xịn sò luôn nhé. Hàng xịn sò luôn. Đó là cái mã sản phẩm đầu tiên trong cái video của nhà em. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng ấm nước siêu tốc. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Johnson. Cái gì đây này? Đây này. Thương hiệu của nó này. Hàng của Made in Germany nhé. Hàng của Đức. Hàng của Germany của Đức này. Rất là xịn sò luôn. Mở nắp ra này. Đấy. Các bác ấn nắp nhé. Các bác ấn nắp này thì các bác ấn này. Đấy. Rất là xịn sò này. Các bác có thể nhìn thấy này bên trong của nó này. Đẹp. Phải gọi là đẹp. Bên trong là inox. Con này thì dung tích của nó là một mắc của nó là các bác đun nên đun ở đây nó khuyến cáo là nó được hơn 2 lít. Nhưng mà mắc ở đây là 1 lít 8 này. Là các bác đun đến cái vạch này rồi. Còn nếu mà lên trên này chắc chắn nó sẽ phải hơn 2 lít rồi. Đó. Dòng này thì các bác sẽ sử dụng cho em nó là nguồn điện. Là nguồn điện 100 đến 230V. Con này thì công suất của nó là 1000W đến 1650W. Hàng của Đức này. Công tắc bật tắt thì các bác bật ở đây. Công tắc bật tắt các bác bật ở đây. Màu của nó nhé, thì các bác nhìn đây là có khả năng là nhìn trên video là màu đen. Nhưng mà không phải đâu, nó màu không phải là màu đen đâu. Như kiểu là màu này của nó là gọi là màu xanh. Nó là xanh gì mà nó xám xám gần giống đen ấy. Nhưng mà màu rất là đẹp. Màu của nó rất là đẹp luôn nhé. Màu của nó rất là đẹp luôn. Một cái dòng ấm đun nước siêu tốc. Một cái dòng ấm đun nước siêu tốc. Con này thì bên nhà em đang có cái mức giá của nó cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. 530.000 đồng nhé. 530.000 đồng và bên nhà em bao luôn phí ship nhé. Đấy. Các bác lên cho em mã này là mã ấm siêu tốc 530k và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã này. Đây để em ghi thẳng cái giá lên trên này cho dễ. Hàng đẹp luôn. Bao ship toàn quốc nhé. Nhà em bao ship toàn quốc cho các bác luôn. 530k. Một cái mã kế tiếp. Cũng là một con nữa. Nhưng con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Le Beng Lang. Le Beng Lang. Dòng này dòng siêu tốc kính. Nó có lọc trà luôn nhé. Nó có cái lọc trà luôn này. Đó. Dòng nước ấm nước siêu tốc kính Le Beng Lang có lọc trà luôn. Giá chỉ có 400k thôi. Giá chỉ có 400k thôi. Và bên nhà em lại còn bao cả phí ship nữa cơ. 400.000 đồng bao ship cho các bác. Ấm đun nước siêu tốc kính này. Đấy, mắc của nó là lên 1 lít 8 nhé. Con này mắc của nó lên 1 lít 8. Hàng này thì nó sẽ sử dụng cho chúng ta đó là nguồn điện 220V. Công suất 1850 đến 2200W. Công suất 1850 đến 2200W này. Đấy, hàng đẹp luôn. Đấy. Nguồn gốc xuất xứ tất cả các thứ rõ ràng. Đấy, nói chung là hàng đẹp, nó có cả cái lọc trà cho chúng ta luôn này, lọc trà bên trong này. Con này lọc trà này thì bằng inox 316 nhé. Cái lọc trà này bằng inox 316. Hàng cực kỳ đẹp. Đẹp, chất lượng xịn sò luôn. Cái này lọc trà, lọc cà phê các bác đều có thể sử dụng được. Đó. Ấm đun nước siêu tốc kính. Đấy, Le Beng Lang. Con này bên nhà em đang có mức giá đó là 400.000 đồng và bên nhà em bao ship. 400.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã ấm đun nước siêu tốc kính này. Hàng chất lượng luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác đó là một cái dòng chảo tổ ong nhé. Cực đẹp luôn này. Chảo tổ ong cực đẹp luôn này. Hàng cực kỳ ok luôn. Cái dòng chảo tổ ong này thì nó là dòng chảo các bác có thể làm chảo nấu được, chảo xào, chảo nấu được. Đấy, nó là chóp. Đấy, đáy của nó thì bé thôi nhưng mà lên miệng nó rất là rộng để các bác xào nấu. Con này xào nấu thì thoải mái luôn. Đây để em đo luôn cho các bác cái kích thước luôn. Phủ bì của con này nó lên đến 31,5cm này. 31,5. Phủ bì của nó là 31,5. Đó. Còn lọt lòng của con này thì là 30cm. Lọt lòng của nó là 30 nhé. Độ sâu của nó đây. Gần 9cm. Gần 9cm. Đấy. Bình thường ý, các bác mua một cái chảo tổ ong này ý, thì nó sẽ có cho chúng ta đó là cái chảo như này. Nhưng riêng nhà em lại có cả thêm nắp vung. Giá vẫn thế. 220.000 đồng bao ship.
Đấy, giá các bác yên tâm luôn là giá tốt luôn. Đấy, có cả nắp vung. Các bác lên cho em mã chảo tổ ong 220.000 đồng nhé. Và bên thì em bao ship cho các bác cái mã chảo tổ ong này luôn. 220.000 đồng bao ship cho các bác cái mã chảo tổ ong và có nắp vung như này. Đấy, chảo tổ ong có nắp vung 220.000 đồng và bên thì em bao ship luôn. Hàng này các bác yên tâm luôn, đảm bảo cho các bác về chất lượng. Đấy, xịn sò luôn. Chất lượng xịn sò luôn. Đấy, nó đầy đủ cho các bác là nắp vung các thứ luôn. Nên là các bác yên tâm nhé. Chảo tổ ong 220k bao ship. Một cái mã tiếp theo. Đây các bác có thể nhìn thấy này. Nó lên rất là nhiều những cái tia rất là đẹp luôn này. Đây. Rất là nhiều kiểu đây. Cực kỳ đẹp luôn đây. Đấy. Đấy. Rất là nhiều đa dạng thì em có thể đây cái này bắt theo âm thanh này. Nhấp nháy theo âm thanh này, hoặc là đây, rất là nhiều kiểu, rất là đa dạng, cực kỳ đẹp luôn. Mà tán của nó ra rất là rộng luôn nhé. Tán của nó ra rất là rộng luôn này, các bác có thể nhìn thấy. Đấy, ở đây còn đang chặt đấy, chỗ này còn đang chặt đấy, mà bức tường còn đang chặt mà nó múa đấy, rất là đẹp. Đấy, cái dòng này là một cái dòng gọi là tên của nó, là thương hiệu của nó là đèn laser trang trí nhé các bác nhé. Đây là một cái mẫu đèn laser trang trí. Đấy, để mặt tiện lên, cực kỳ đẹp luôn nhé. Đây, nó thiết kế của nó là như thế này. Đấy, nó sẽ có gồm có cho các bác đó là một cái điều khiển, một cái điều khiển này, các bác có thể nhìn thấy này, đèn laser trang trí cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn nhé. Nó múa này, các bác có thể sử dụng điều khiển để các bác bật tắt này, bật này, đấy, chuyển chế độ này, đấy, hay là các cái chế độ của nó cực kỳ đẹp luôn, rất là tiện lợi, rất là xịn sò và rất là đẹp. Một con đèn laser trang trí như thế này, các bác có nút on off, nó sẽ có cho chúng ta đó là đây, đầy đủ nó giá treo như này này, một cái điều khiển này và một sợi dây cáp nhé. Và nó sẽ có cho chúng ta đó là một sợi dây cáp này, các bác về các bác kết nối với cái củ sạc điện thoại nhà các bác được, các bác về các bác kết nối với củ sạc điện thoại nhà các bác nhé, là ok luôn, rất là dễ sử dụng luôn. Hoặc là các bác có thể sử dụng cục sạc dự phòng cũng được nhé, các bác có thể sử dụng cục sạc dự phòng cũng được. Một cái mẫu đèn laser trang trí bên nhà em đang có một cái mức giá đó là 350.000 đồng, bên shop đang có mức giá đó là 350.000 đồng và bên shop em bao ship cho luôn cho các bác luôn nhé. Đấy, 350k. Đấy, và bao ship tận nơi, tức là khi nhận hàng các bác chỉ cần thanh toán cho em là 350k là được bao ship. 350k là được, rất là tiện lợi, rất là xịn sò luôn. Đó, một cái mẫu này nó là mẫu đèn laser trang trí, mẫu đèn laser trang trí on off đằng sau bật đây. Đấy. Các bác có thể dọi ở phòng khách, dọi từ trong nhà ra sân vườn, từ tầng 2, tầng 3 xuống sân, rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp. Và đấy các bác vừa nhìn thấy em lúc đầu video em quay cho các bác luôn, hàng chất lượng luôn nhé, hàng này chất lượng luôn. Đấy, con này thì bên nhà em đang có mức giá là 350k thôi, giá siêu tốt cho các bác luôn, giá siêu tốt luôn nhé. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác đó là một cái dòng ly giữ nhiệt nhiệt bãi này. Ly giữ nhiệt nhiệt bãi này, con này thì đây em xin đo cho các bác cái kích thước luôn cho nó dễ nhé. Đây, kích thước em lấy từ số 10 này cho nó xanh chín này, 10 này. Con này kích thước của nó là 8,8cm nhé. Đấy, đếm đo phổ bì đấy. Đấy, còn cái chiều cao của nó đây là 12cm. Ở ly này là ly giữ nhiệt inox, hàng nội địa Nhật. Hàng nội địa Nhật, cực kỳ xịn sò luôn. Hàng cực kỳ xịn sò luôn nhé. Con này thì nó sẽ có hai mức giá. Đấy. Các bác mua từ 6 cái trở lên, tức là 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 thì giá của nó ấy, từ 5 cái trở lên thì giá của nó sẽ là 60.000 đồng một cái. Thì giá của nó sẽ là 60k. Thì giá của nó sẽ là 60k. Đấy. Đấy là từ 5, từ 6 cái trở lên. Đấy. Còn mà từ 5 cái các bác lấy 5, 4, 3, 2, 1 cái trở xuống thì giá của nó sẽ là 65.000. Giá của nó sẽ là 65.000 một cái. Đấy. Thì là từ 6 cái trở lên thì nó có hai cái mức giá đấy. Đấy là 54321 thì nó sẽ là 65k trên một cái. Và riêng cái dòng ly này thì bên nhà em là không theo cái chính sách bao ship của 200k mà từ 10 cái trở lên nhé. Ly giữ nhiệt này thì từ 10 cái trở lên nhà em mới bao ship. Từ 10 cái trở lên nhà em mới bao ship cho các bác. Tức là các bác lấy từ 10 cái là em mới bao ship nhé. Tại vì hàng chất lượng thực sự ra với các bác luôn, bán giá này là bán giá kèm thôi. Còn các shop người ta đang bán là 70.000. Đấy, thì người ta mới có thể bao ship được cho các bác 200k.
Đó, còn em bán giá thực sự với các bác luôn là giá như em bán là giá cạnh tranh luôn, giá cực kỳ tốt luôn. Đấy, để cho các bác có thể có mức giá tốt nhất để các bác sử dụng nhé. Ly giữ nhiệt nhiệt bãi nhé. Ly giữ nhiệt nhiệt bãi có hai mức giá các bác lưu ý nhé. Đó là 60k một cái và 65k một cái. Đó là khi các bác lấy từ 5 cái trở xuống và 5 cái trở từ 6 cái trở lên. Hàng đẹp, chất lượng. Các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hàng thoải mái. Và có một cái điều lưu ý, một cái điều lưu ý nhỏ nhỏ khi các bác sử dụng cái mẫu này. Đó là các bác đang đựng nước nóng ở đây, các bác không hất đi và các bác đổ nước lạnh trực tiếp vào, mất nhiệt luôn, vứt cốc. Đấy là không sử dụng được giữ nhiệt nữa. Đó là một cái lưu ý nhé, một cái lưu ý cực kỳ quan trọng khi các bác sử dụng cái mẫu ly giữ nhiệt này. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, hôm nay bên nhà em lại về thêm rất là nhiều những cái mẫu bơm 2 ti, bơm dẫn chân này. Dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Stanley, hàng mới luôn. Hàng mới luôn nhé, còn nguyên hộp. Còn nguyên hộp này. Bóc ra này. Khung của nó là khung thép này, giới thiệu cho các khung trước rồi em sẽ giới thiệu chi tiết cho nó sau. Hàng của nội địa Nhật, made in Japan. Cái đồng hồ đo áp lực 10 kg, tối đa có thể bơm con này lên 10 kg. Dây chịu áp lực nhé. Con này thì có thể bơm được xe máy, xe đạp và ô tô con. Và lưu ý bơm ô tô con thôi. Đấy, này, hai cái mép này. Và đem dẫn cho các bác xem nhé. Đấy, các bác có thể dẫn chân này chưa? Rất là ok luôn. Đấy, hơi dài rất là khỏe luôn nhé. Hơi dài rất là khỏe luôn. Con này thì đợt này bên em đang có mức giá cực kỳ mềm cho các bác luôn. Giá cực kỳ ưu đãi. Giá của nó chỉ có 200.000 đồng thôi. 200.000 đồng và lại còn được bao cả phí ship. Đấy, 200k. Bơm 2 ti nhé. Các bác lên cho em mã này, mã bơm 2 ti. Hàng mới nguyên hộp rồi này. Đấy, giá chỉ có 200k. Mà lại còn bao cả ship luôn. Mà lại còn bao cả phí ship cho các bác luôn. Giá cực mềm luôn. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã bơm 2 ti, bơm dẫn chân. Bơm 2 ti, bơm dẫn chân, 200.000 đồng và bên nhà em bao ship. 200.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác các bạn này. Bơm 2 ti bơm chân này. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Combo hộp đựng thực phẩm. Sử dụng được trong lò vi sóng nhé các bác nhé. Con này là quan trọng là sử dụng được trong lò vi sóng đã này. Đó. Nó gồm có cho chúng ta đó là một loại này, hai loại này, ba loại này, bốn loại, năm loại và 1 2 3 4 5 6 7 8 món. Một combo hộp, một combo hộp 8 món như thế này. Đấy, sử dụng được trả cá trong lò vi sóng nhé. Nên là các bác biết là cái chất liệu nhựa của nó là nhựa xịn sò rồi. Hàng nội địa Nhật. Hàng nội địa Nhật. Hàng nội địa Nhật ở đây nó hơi loa bóng. Đấy, các bác về các bác cứ kiểm tra thoải mái luôn. Này, made in Japan này. Made in Japan. Đấy. Hàng nội địa Nhật made in Japan. Một combo hộp. Một combo hộp nó gồm có 5 món và 8 hộp này, 8 chi tiết, 8 hộp như này. Mà mức giá của nó bên nhà em đang có mức giá cũng cực kỳ ưu đãi nhé. Giá của nó bên nhà em đang có mức giá chỉ có 280.000 đồng thôi. 280.000 đồng thôi nhé. 280k. Mà lại còn bao luôn phí ship. Mà lại còn bao luôn cả phí ship. 280.000 đồng một combo hộp. Nó sẽ gồm có quyền mất không giới thiệu. Quyền mất. Lại không giới thiệu cho các bác. Một con 2200. Dung tích 2200ml này. Đấy. Tương ứng với ở đây là 2,2 lít này. Đấy. Một con 1350 này, tương ứng với 1 lít 35 này. Một con 900 này, tương ứng với 900ml này. Đấy. 600 này, hai con 600, tương ứng với là 600ml và ba con 300. Đó, một combo hộp như thế này. Combo hộp nhựa giá mềm luôn nhé. 280.000 đồng một combo hộp nhựa 3 món. À, một combo hộp nhựa 8 món này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 món. Combo hộp 8 món. 280.000 đồng và bên em bao ship. Giá mềm luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo. Một cái dòng ấm đun nước. Cái dòng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Kasai Villa nhé. Kasai Villa này. Hàng này thì rất là xịn sò luôn. Này, các bác có thể mở nắp. Đóng nắp. Đóng nắp. Con này dung tích của nó là 3 lít rưỡi. Các bác có thể đun bếp ga, bếp điện, bếp từ, bếp hồng ngoại. Các bác đều có thể đun được thoải mái. Đều có thể đun được thoải mái luôn nhé. Đó, rất là tiện lợi luôn. Bên trong của nó này.
rất là xịn xò luôn. Bên ngoài là lớp sơn tĩnh điện, bên ngoài của nó là lớp sơn tĩnh điện, rất là dày dặn, các bác về kiểm tra hàng thoải mái. Hà riêng hàng nhà em Dân là các bác cứ nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái nhé, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái luôn. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Kasai Villa. Dung tích của con này là 3,5 lít, dung tích của con này là 3,5 lít. Và bên nhà em đang có một cái mức giá cũng cực kỳ êm luôn, cực kỳ ok cho các bác ở cái mã ấm này. Mã ấm này bên nhà em đang có mức giá chỉ có 400.000 đồng thôi. Đấy, 400k. 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 Bao luôn ship. 400.000 đồng và bên nhà em bao luôn ship cho các bác. Các bác lên cho em mã này là mã ấm đun nước. Ấm đun nước thôi nhé, chứ không phải là ấm siêu tốc đâu nhé. Ấm đun nước 400.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác mã này. 400k. Hàng xịn luôn. Hàng đẹp xịn xò luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, bác nào mà bán hàng ấy, bán hàng bán quán ấy, thì nên có cái cân này. Đây ví dụ em cân này nhá. À, trọng lượng của nó này. Đấy, ví dụ con này là 400 g chẳng hạn thế, nhân với cái giá của nó ví dụ là 20.000 đi. Nhân với 20 này. Đấy. Thì thành là 80.000. Đấy. Thì thành là 400 g mà nhân với lại 20, 4 x 2 là 8. Đấy là nó sẽ ra kết quả luôn cho các bác luôn. Đấy, 4 x 2 là 8 thì nó sẽ ra kết quả tính tiền. Ví dụ cái nào nó lẻ lẻ ăn tí chẳng hạn. Đấy, nó lẻ lẻ ăn tí chẳng hạn đấy, thì nó cũng tính đủ tiền ra cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ tính đủ ra cho các bác luôn với cái mức giá của các bác đặt ở đây. Ngoài ra thì đằng sau này này, đằng sau mặt này nhé, nó cũng có một cái bảng để cho khách hàng người ta có thể nhìn thấy. Ở đây nó sẽ có một cái bảng để cho đơn giá này, trọng lượng của cái sản phẩm đây. Trọng lượng của cái sản phẩm, đơn giá và thành tiền cho khách người ta có thể nhìn thấy được luôn. Đó, nó rất là tiện lợi. Đấy, nó rất là tiện lợi nhé. Và cân độ chính xác cực kỳ cao luôn nhé. Con này thì thương hiệu của Ninda, hàng liên doanh Việt Nhật. Hàng liên doanh Việt Nhật. Nó rất là tiện. Đây, cái đầu này các bác để bên trong. Đấy, ví dụ là các bác muốn về không thì các bác xóa, ấn xóa hết này. Đấy, ví dụ là cái sản phẩm khác. Ví dụ là cái sản phẩm khác. Ví dụ là cái khóa này chẳng hạn đi. Khóa này chẳng hạn thế đi. Đấy, cái mức khóa này với giá là 90. Đấy. 90. Đấy, cái khóa này 90.000 ví dụ thế thì sẽ nó sẽ nhân ra là 340 g. Đấy thì nó sẽ thành là bao nhiêu tiền. Đấy thì các bác chỉ đặt việc đọc tiền ở đây ra là sao? Là ra. Đấy. Nên là nó rất là tiện. Nên là nó rất là tiện luôn nhé. Hoặc là các bác có thể xóa, các bác về không. Đấy thì lại các bác có thể là lại cân những khác này, về không này. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Một cái cân điện tử của thương hiệu Ninda. Con này thì bên nhà em đang có cái mức giá của nó chỉ có 600.000 đồng nhé. 600k và bên nhà em bao luôn cả phí ship cho các bác luôn. Đấy, thì con này lại rất hay nhé, tự in là nó sẽ tắt cho các bác luôn này. Để em ghi giá ở đây đã. 600k. 600k nhé. Đấy, con này thì nó sẽ có cho chúng ta đây là công tắc bên hông này. Ở bên hông này sẽ có công tắc hết điện nhé, hết điện các bác cắm sạc như sạc điện thoại. Đấy, cắm điện sạc. Đấy, nó có cả dây cắm điện cho các bác luôn. Ở đây thì công tắc on off, pin của nó ở đây. Đấy, bốn cái chân này thì nó sẽ, các bác sẽ chỉnh để cho nó bằng nhau. Bốn cái chân này thì các bác sẽ chỉnh để cho nó bằng nhau cho em. Đó, rất là tiện lợi luôn nhé. Cân rất là chuẩn luôn, rất là xịn sò. Cân của thương hiệu Ninda. Đấy, cái bàn cân này đây, các bác có thể tháo rời ra vệ sinh rồi các bác đặt lại. Đó, 600.000 đồng với bên em bao ship nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng chiếu điều hòa. Dòng này của nó thì là hàng của nội địa Nhật. Dòng này của nó thì hàng của nội địa Nhật luôn. Ở đây thì đầy đủ các kích cỡ, như ở đây các bác có thể nhìn thấy 1m2, 1m5, 1m6, 1m8. Và cái này là 2m2 nhé, mà 2m2. Đấy, còn một chiều cố định của nó, một chiều cố định của nó sẽ là một chiều 2m. Chiều cố định của nó sẽ là 2m nhé. Đấy, và nó sẽ nguyên đai nguyên kiện, nguyên đai nguyên kiện như này cho các bác luôn. Và nó sẽ nguyên đai nguyên kiện như này. Đây, em xin phép được review cho các bác luôn. Con này là chiếu 2m2. Cái như này là các bác đang nhìn thấy đây là cái chiếu 2m2. Đây. Nó sẽ gồm có cho chúng ta đó là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối các bác nhé. Viền lụa nhé, viền lụa. Đấy, thì có một cái lưu ý là cái một chiếu 1m2 là có một cái vỏ gối thôi, còn lại toàn bộ là hai cái. Đấy, viền lụa này. Đấy, viền lụa, hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp xịn sò luôn. Hàng đẹp xịn sò luôn. Đấy, mặt của nó đây. Mặt của nó là chiếu mây. Nó là chiếu mây nên là nằm ấy, khi mà các bác nằm mùa nóng ấy, thì nó sẽ cảm thấy sảng khoái hơn. Và mùa lạnh
thì nó các bác lật ngược cái mặt này lên đấy thì nó sẽ ấm cúng hơn. Đấy. Cái gối này của vỏ gối này của nó này nó cũng là nằm nó hút mồ hôi, nếu mà bác nào mà hay bị hồ mồ hôi ra mồ hôi thì con này cũng rất là ok luôn. Đó, một cái mã chiếu điều hòa, một cái mã chiếu điều hòa như thế này. Đấy. Thì nó sẽ có các cái mức giá theo cái kích thước chiếu của nó, thì chiếu của nó thì sẽ là có là 1m2 này, 1m2 này nhân với 2m này. Đấy, thì giá của nó sẽ là 320k bao ship. Đấy, thực sự với các bác luôn là cũng có một số bác bình luận bảo là chúng nó bán 1m180.000, thực sự với các bác luôn là tiền nào vải nấy, nói thẳng luôn, nói thật luôn, thật lòng em bán thật lòng là với các bác luôn, cái chiếu nhà em bán ấy, nó dày, thứ nhất là nó dày dặn hơn và cái mây của nó là mây xịn và hai mặt, cái người ta cũng là hai mặt nhưng mà viền người ta thứ nhất là không phải viền lụa và cái chất liệu của nó không được bằng. Đấy, thật sự với các bác luôn, nó chênh lệch nhau, ví dụ là cái một chiếu 1m2 các bác bảo người ta bán có 180, thực sự ra với các bác luôn 180 thì chưa đủ cái tiền cước về, với lại tiền hàng với tiền cước về cơ, chứ chưa đến là phải bán là phải có công. Đấy, nên là các bác cứ yên tâm luôn là tiền nào vải nấy và em cam kết với các bác luôn là chất lượng. Và các bác nhận hàng nhé, riêng các bác nhận hàng như em, các bác nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán. Đấy, đừng để mất đồng tiền nó ít một tí ấy, nhưng mà nó chất là nó thêm một tí, nó chất lượng còn hơn là ít một tí về vứt đi. Đó, 1m2 x 2m này và 1.5 x 2m này, mấy mét rưỡi nhân 2m này là 340k, 1m6 x 2m 360k, 1m8 x 2m 380k và 2m2 nhé nhân 2m là 400k. Đấy, và bên em bao ship. Đấy, còn cái hàng chiếu này nhà em nhé là các bác cứ nhận hàng xong là các bác kiểm tra thoải mái đi. Đấy, các bác nhận hàng các bác kiểm tra thoải mái rồi các bác mới phải thanh toán, không cần phải là bảo là sợ là phải bảo là nó bắt đặt cọc hay là các thứ gì đâu. Riêng cái chiếu điều hòa này các bác nhận hàng kiểm tra hàng đúng như nhà em quảng cáo. Đấy, trừ có một cái 1m2 này là có một cái vỏ gối thôi, còn là toàn bộ hai cái vỏ gối và hàng đảm bảo cho bác luôn là chất lượng, đảm bảo cho bác luôn là chất lượng luôn nhé. Đó, chiếu điều hòa. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin phép được giới thiệu cho các bác, đó là một cái mẫu ghế câu. Ghế câu này nó thì có nhiều màu sắc, màu xanh rêu này, màu gọi cứ gọi là màu xanh bộ đội đi, màu xanh bộ đội đi. Đấy, màu xanh rêu. Đấy, hay là có những cái màu xanh rêu hay là màu đen. Đấy, thì đều có cả. Thì các bác yêu cầu màu nào thì bên nhà em có màu đấy cho các bác luôn. Con này thì chất liệu của nó bằng vải dù chịu nước, vải dù chống nước đấy, có thể gấp đi gấp lại được. Tại sao gọi ghế câu? Tại vì khi mà các bác mang đi tiện lợi để các bác hay dùng ở câu hoặc là hay dùng ở quán cà phê ấy, em thấy quán cà phê cũng hay dùng. Đấy, thì hàng này thì đảm bảo cho các bác luôn, hoặc là có một cái bàn anh em ngồi đi câu xong là ngồi uống nước làm tập trung lại cũng rất là ok luôn. Viền khung của nó này, cái khung này của nó là bằng khung inox. Cái khung này của nó là bằng khung inox. Dùng rất là ok luôn. Dùng rất ok luôn. Đấy. Hàng đẹp luôn, khung inox và chất liệu vải dù này. Em bán số lượng rất là nhiều nhé. Cái này em bán số lượng được rất là nhiều rồi nên là các bác có thể yên tâm sử dụng. Đấy, các bác có thể yên tâm sử dụng luôn. Cái mã này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 200.000 đồng, 200k và bên nhà em bao ship cho các bác luôn. Các bác lên xem mã này, mã ghế câu nhé. Ghế câu bầu ghế câu thôi nhưng mà các bác ngồi làm được rất nhiều việc mà nó gấp gọn vào để các bác có thể đi lại thoải mái luôn. Đấy, đi lại thoải mái. Đó, để em đo cho các bác cái phần kích thước của nó để khi mà các bác nhận hàng nó đúng như cái nhà em quảng cáo luôn nhé. Đây. Thì cái chiều cao của nó từ mặt đất lên đến ghế này của nó này thì nó sẽ là 32 cm đi. Đấy, 32 cm. Đấy là các bác ngồi thoải mái luôn. Cái độ chiều ngang của nó này, chiều ngang của nó nhé, sẽ là 35. Chiều ngang 35. Đó. Ghế câu nhé, 200.000 đồng ở bên em bao ship nhé, 200k bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác là còn sót mấy cái con đèn. Đấy, đèn đèn pin siêu sáng luôn. Đây. Cực kỳ chất luôn nhé. Đây, các bác có thể nhìn thấy này, xoay này. Đây. Ban ngày nhé, trong nhà nhé, mà ánh sáng nhà em còn ánh sáng mạnh rồi đấy, mà các bác có thể nhìn thấy này.
đèn pin này nó xoay nó còn sáng trưng luôn này. Nồi chiên không dầu, bếp nướng hay là bộ nồi em đều có cả nhé. Đấy, xịn sò luôn. Hàng này thì hàng của nội địa Nhật, Made in Japan. Hàng nội địa Nhật, Nhật Made in Japan này. Con này thì các bác có thể chiếu xa từ 600 đến 800 mét này. Có đốc sạc USB này. Các bác sạc đây. Nó sẽ đi kèm theo phụ kiện của nó sẽ có sợi dây cáp sạc này nhé. Phụ kiện của nó sẽ có sợi dây cáp sạc này cho các bác. Hàng chất luôn nhé. Hàng chất luôn. Con này thì nó sẽ có 4 chế độ chiếu sáng này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy, các bác mà gần mà tên nào mà tình nghi bác nào mà làm bảo vệ thì con này rất là hợp. Bác nào mà làm bảo vệ thì con này rất là hợp này. Đấy. Lái xe hay là các thứ bảo vệ, các bác làm bảo vệ thì đều có thể sử dụng được. Con này chóa của nó nhé, em đo cho các bác cái chóa của nó. Cái dòng này là đèn to nhé, tại vì nó cũng có một loại giống như này, nhưng mà kích thước của nó sẽ bé hơn. Em đo cho các bác kích thước cho nó chính xác. Đấy, đo kích thước chỗ bé nhất của nó là 15. Chỗ bé nhất của nó là 15cm nhé. Đấy, em không phải đo từ mép này đến mép này đâu. Nhưng mà mép ngoài này đến mép ngoài này thì nó là 16 cơ. Nhưng mà đây em đo bên trong là 15cm. 15cm. À, các bác lên cho em mã này, mã đèn pin siêu sáng nhé. Con này thì có thêm cho chúng ta đó là cái chân để các bác lắp. Cái chân này các bác lắp vào đây này. Đấy, nên là các bác gọi là đèn 3 chân cho em nhé. Đèn 3 chân. Đấy. Đấy, các bác gọi cho em cái này là đèn pin 3 chân. Các bác có thể cầm vào đây hoặc là các bác có thể mở cái chân này ra này. Rất là tiện lợi luôn. Con này thì bên em đang có mức giá của nó đó là 300k nhé. 300k. Bao luôn ship luôn. 300 ngàn đồng và bên em bao ship luôn nhé. 300k. Bao ship 300 ngàn đồng và bên em bao ship luôn. Đấy. Các bác lên cho em mã này, mã đèn pin 3 chân. Đèn pin 3 chân. Một cái mã tiếp theo. Một cái dòng đèn pin polyp. Một cái dòng đèn pin polyp nữa này. Hai đầu luôn nhé. Hai đầu luôn này. Nó có hai đầu này. Đấy, một chóa này. Đấy. Mở hơn này. Sáng ở bụng này. Sáng yếu hơn này, tắt đi này. Chóa này thì chóa rộng. Con này thì nó không phải là xoay sáng mà nó xoay rộng. Xoay sáng rộng nhé. Mở hơn này. Đỏ này. Đỏ nhấp nháy này. Đó. Một con đèn pin hai đầu. Chống va đập thoải mái luôn. Nó ở đầu này thì không, nếu mà cầm đập thì nó mới vỡ được. Còn ở đầu này đầu cao, có cao su nên là các bác cũng hạn chế được. Kích thước của nó này 18cm các bác nhé. 18cm. Chóa của nó là 8,5. Con này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 250k nhé. 250.000 đồng. Và bên nhà em bao ship. Đấy, các bác nghe tiếng chuông của đồng hồ Nhật bãi đấy. Đang về lô nữa rồi. Chuẩn bị để lên đơn để phục vụ các bác rồi. 250k nhé. Bao luôn ship nhé. 250.000 đồng. Và bên em bao ship cho các bác cái mã đèn pin 2 đầu này. Đèn pin 2 đầu này. 250.000 đồng. Bao luôn ship nhé. Đèn pin 2 đầu 250k. Và bên em bao ship luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho bác đó là, ở đây nhà em có hai dòng khóa, một là dòng khóa Đức, một là dòng khóa Mỹ. Hai dòng khóa em sẽ đi vào chi tiết cho các bác. Đầu tiên là cái dòng khóa Mỹ trước, tại vì khóa này đợt này nó mới về. Đấy, đợt này nó mới về này. Đấy, các bác chỉ cần việc rút chìa khóa ra, khóa và rút chìa khóa ra, ấn vào là nó sẽ tự động. Đấy, nó rất là tiện luôn. Đấy, rất là tiện luôn. Và hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Danny. Danny của Mỹ. Hàng của Mỹ. Hàng của Mỹ thì các bác yên tâm rồi. Xịn sò, chất lượng. Đấy, các bác có thể bỏ ra, không cần phải ấn như thế. Đấy, các bác có thể rút chìa khóa ra và các bác ấn vào là nó sẽ tự khóa lại. Là nó sẽ tự khóa lại nhé. Một bộ này của nó là gồm 4 chìa. Một cái bộ này của nó là gồm 4 chìa. Thương hiệu của Danny. Thương hiệu của Danny của Mỹ. Thương hiệu Danny của Mỹ. Hàng xịn luôn. Hàng xịn luôn. Đấy. Con khóa này thì bên nhà em đang có mức giá của nó đó là 250k. Khóa Mỹ 250k và bên nhà em bao ship. Còn cái dòng khóa Đức thì nó sẽ rẻ hơn. Cái dòng khóa Đức của nó sẽ rẻ hơn. Con này của nó cũng là 4 chìa. Con này của nó là 4 chìa đấy. Đấy. Hàng của Germany của Đức này.
con này cũng là khóa đồng. Đấy. Hàng xịn sò luôn. Hàng xịn sò luôn. Đấy. Khi các bác nhận hàng ấy, là các bác cứ kiểm tra đúng cái mẫu này nhỉ em. Và các bác đúng cái hình ảnh đây, hình ảnh cái khóa này nhỉ em. Đấy. Chỉ có 140k thôi. Chỉ có 140k thôi. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái các bác nhé. Các bác nhận hàng các bác kiểm tra hàng thoải mái cho em. Đấy. Khóa. Khóa Đức. Khóa Đức. 140k. 140k.